Gật thôi hà, chắc ảnh sắp xỉu rồi. Rồi mời em. Bịt mặt hơi khó chịu cho nên Hồng lên tiếng luôn. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Bây giờ mới lên tiếng nha. Rồi, chào em trai. Minasan, konnichiwa. Watashi wa Bảo Tố moshimasu. Ima Nijima Chisai de Hochimin City ni sunde imasu. Yoroshiku onegaishimasu. Hajimete sankha shimasu no de chotto shinbai desu. Nguyên tiếng Nhật nè, tôi luôn nghe cái gì đó mà Bảo Tố diện trọng nữa, rồi có thành phố Hồ Chí Minh gì nữa. Sao dạ, em xin tự giới thiệu là em tên là Nguyễn Duy Bảo, em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại thì là em do là lần đầu tiên tham gia cái chương trình này nên có một chút hồi hộp. À, tại sao mình lại giới thiệu bằng tiếng Nhật? Dạ, đó là điểm mạnh của em vì em làm việc trong công ty Nhật cũng như học tiếng Nhật nên em biết tiếng Nhật. Em làm công ty Nhật được bao lâu rồi? Dạ, em làm công ty Nhật được 2 năm rồi. 2 năm, mình làm về ngành gì? Em làm bên dự toán, nếu mà nói về tiếng Việt là sẽ bên dự toán. Thì là bên Nhật sẽ gửi về bản vẽ và em sẽ dự toán móc tách công trình đó ra. Ừ. Coi sẽ hết bao nhiêu tiền rồi gửi lại cho mình. À, là mình đang làm cho công ty người Nhật. Dạ, luôn. Em đang làm công ty Nhật. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 28 tuổi. 28, quê mình ở đâu nè? Dạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh, sinh ra lớn lên thành phố Hồ Chí Minh luôn. Sinh ra và lớn lên thành phố Hồ Chí Minh luôn. Em gái cảm xúc như thế nào về tràn giới thiệu tiếng Nhật của bạn trai bên kia? Thấy vui tai hả? Chứ đâu có hiểu gì đâu đúng không? Vui thôi, nghe mà không hiểu. À rồi, giờ tới phiên mình giới thiệu nè. Dạ, em tên là Trâm, năm nay 23 tuổi. Em hiện là chuyên viên kế toán của công ty VOC. À, Trâm, Trâm quê ở đâu Trâm? Dạ, em quê ở Đồng Nai. Mình lên đây lâu chưa? Dạ, em lên từ khi là 18 tuổi. Từ lúc 18 tuổi đến giờ? Dạ. Hôm nay mình đang sống với ai? Dạ, em đang sống với dì và bà ngoại. Ừ, vậy ba mẹ mình vẫn ở dưới quê? Dạ, đúng rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Trâm? Ừ, nếu mà có điểm mạnh thì em biết nấu ăn, vui vẻ và hòa đồng. Điểm yếu thì nhiều khi thẳng tính quá cũng là điểm yếu của em. Thẳng tính quá cũng là điểm yếu của mình ha. Còn em, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em hòa đồng, hoạt bát, vui vẻ, thân thiện với mọi người. Điểm yếu của em đó là em nấu ăn không có được ngon, hơi chậm một chút xíu trong mọi hoạt động tí. Ví dụ như là đi tắm và đi hoạt động thì hơi lâu so với mọi người tí. Nên... Tắm bao lâu? Nửa tiếng. Tắm làm gì ở chỗ mà nửa tiếng? Em ngồi suy nghĩ thì... Suy nghĩ gì trong buồng tắm? Nói chung là suy nghĩ nhiều khi trong công việc á, nhiều khi làm và có thói quen suy nghĩ lâu xíu thôi. Sao không đi ra ngoài lên giường nằm suy nghĩ rồi suy nghĩ trong buồng tắm? Thì không biết nữa, đó là thích vậy. Đó, thích vậy. Là có nhiều khi mình vội xong cái mình thoa xà bông lên cái mình để đó mình đứng vậy. Dạ, ngồi suy nghĩ tắm. Ngồi luôn. Không, đứng rồi có tắm không hay là đứng suy nghĩ vậy thôi? Cứ quà hoài vậy đó hả? Cứ chà hoài. Xong rồi cái suy nghĩ. Xong rồi đã thôi ra thì thấy tới nửa tiếng mất tiêu rồi. Trời đất ơi, thì bình thường em tắm mất bao lâu thời gian cưng? 15 phút. Trời ơi, chị tắm nhiều khi có 5 phút thôi đó. Thì nếu mà tắm xong đó mà không suy nghĩ gì chúng trong khoảng cái thời gian đó. 10 phút là tối đa rồi. Dạ. Tắm mà bình thường tắm cái người là 5 phút, gì nào có gội đầu nữa mới ra 10 15 phút. Còn không thôi trời ơi, 30 phút lâu quá. Em mốt nhớ rình coi ổng làm gì trong buồng tắm nha không? Rồi, có tật xấu gì nữa không? Tật xấu của em thì em chỉ thấy bình thường, chỉ sợ những cái động vật mà nhiều chân như con rết, con gián thì sợ hơn. Không có chân có sợ không? Sợ con rết, con gián thôi chứ rắn không sợ hả? Dạ không, những động vật mà nhiều chân thì mới sợ. Nhiều chân mới sợ. Rết, rắn thì không sợ, nhưng mà rết người kia gián thì nhiều chân thì sợ. Vậy hả? Còn em có tật xấu gì không? Ham ngủ. Ham ngủ. Ngủ là ham sao? Cụ thể là ham như thế nào? Nếu như không có việc gì thì thích ngủ nhiều hơn. Một ngày thường em ngủ bao nhiêu tiếng? 8 tiếng. 8 tiếng là bình thường, mới là trung bình. 8 tiếng này cũng hơi 7 tiếng là vừa. 8 tiếng hơi nhiều nhưng mà vậy cũng đủ sức khỏe thôi, đâu có gì ham gì đâu. Nói chung là rảnh là ngủ, là cuối tuần nghỉ làm là ở nhà là ngủ, chơi với mấy em rồi ở nhà ngủ. Ngủ không có đi đâu chơi ở ngoài hết. Bạn bè rủ thì đi, không rủ thì ở nhà. Rồi về tình trường thì sao? Em có 2 mối tình. Cái nào mối tình cách đây cũng gần 2 năm rồi. 2 năm rồi. Dạ. Mối tình mới quen được bao lâu? Mỗi mối tình 3 năm. 3 năm là cũng dài mà sao không tiến tới được hôn nhân? Sao chia tay? Không hợp về tính cách chị. Không hợp tính cách thì đã 1 năm là đã thấy rồi chứ sao kéo dài tới 3 năm dữ vậy? Khi yêu rồi mình đâu có thấy cái sự khoảng cách đó nó gần lắm, mà càng ngày cái tình cảm nó nhạt dần thì mình thấy nó xa hơn. Khi thấy không hợp là tự động hai bên chia tay với nhau. Dạ đúng rồi. Rồi suốt 2 năm nay lý do tại sao vẫn không có người nào? Không cùng chí hướng với lại không có cùng chung đạo. À, là em có đạo. Dạ. Rồi để trước tiên hỏi bên đây trước chứ để không cùng chung rồi lại chia tay nữa mất công mất tốn thời gian. Em có đạo gì không? Dạ em bên đạo Thiên Chúa. Vậy là vô rồi.
Hồi là đăng ký tham gia chương trình là có yêu cầu phải không? Dạ có. À vậy là chắc là chương trình cũng đã cố gắng tìm hai bạn cùng đạo để ghép với nhau. Thật sự có nhiều bạn lên đây hợp lắm luôn, nhưng mà cuối cùng cũng không đi được tới nơi tại vì khác đạo. Rồi nói được nhưng mà cuối cùng về cũng không được. Cho nên cái này cũng là một cái khó khăn. Vậy là trước tiên là hai bạn có một cái điểm cộng rồi đó. Dạ. Chưa thấy mặt nhau nhưng mà thấy cùng đạo là được rồi đó. Thế còn em, tình trường mình dạ, sao? Tình trường của em thì chủ yếu là em quen từ thời học sinh sinh viên. Thời đó thì em quen không có nghĩ tới tiến tới hôn nhân. Nên quen một khoảng thời gian thì nói chung là đi làm riêng thì mỗi người mỗi chi nhánh công ty riêng, biết là cũng xa nhau. Một khi em đi làm bên công ty Nhật thì cái nguồn thời gian nó cứ gò bó, nó cứ theo. Biết em làm hết là cũng không nghĩ là sẽ có kiếm bạn gái này kia. Nên bây giờ vẫn như vậy. Vậy là rút cuộc là giờ có mối tình nào chưa? Dạ tới bây giờ thì vẫn chưa, chỉ có thời sinh viên thì có thôi. Chứ bây giờ đi làm thì tại vì trong của em là công ty Nhật và Nam nhiều á, cho nên là cũng không có đối tượng để quen mà làm hết. Không thì chị hiểu, tại vì chị cũng đến Nhật 5-6 lần rồi. Nhật là áp lực công việc họ làm dữ lắm. Bởi Nhật họ không làm tính theo thời gian mà họ tính theo công việc. Khi nào bạn làm hết công việc thì thôi, chứ không có như về. Ủa vậy rồi bây giờ nếu có bạn gái, có thời gian dành cho bạn gái để hẹn hò đi chơi không? Dạ được chứ, tại vì bên em thường nếu mà có tăng ca thì cũng tầm 6-7 giờ xong rồi. Rồi có nghỉ cuối tuần không? Cuối tuần thì em chỉ được nghỉ chủ nhật, thứ bảy thì được nghỉ cách tuần, và tuần thứ nhất và tuần thứ ba. Vậy là nhưng mà 4 chủ nhật là nghỉ. Bốn chủ nhật là em được nghỉ nên có thể đi chơi cũng được. Có thời gian đi chơi. Dạ. Ai nghỉ 2 thứ bảy và 4 chủ nhật thôi cũng được. Tối thật ra làm tới 6-7 giờ về tắm rửa vẫn đi chơi được. Dạ, vẫn đi chơi. Với điều kiện tắm nhanh hơn chút thì giờ đi chơi được nhiều hơn chút. Dạ chắc là nếu mà có mục đích thì sẽ ví dụ có hẹn thì kia em sẽ nhanh hơn, còn nếu mà rảnh trong đó lâu lắm không biết mấy giờ. Rồi, mẫu người lý tưởng của em như thế nào, em muốn tìm người bạn trai ra sao? Cao tầm khoảng 1m65 trở lên được. Bên này cao dữ lắm, bên này dư á, bên này phải không? Dạ em cao trên 1m65, 1m7. Này cao cỡ 1m7 chị thấy cao, hơi tròn tròn. Ừ đúng luôn. Rồi gì nữa không? Hiền tí. Hiền, anh này hiền, chỉ là chưa có bạn gái. Em có ngại quen với người mà chưa có kinh nghiệm trong tình trường không? Không, chị cái đó về sau dễ chỉ. Dễ chỉ hả? Yeah. Chịu chỉ người ta luôn hả? Dạ. Yeah. Ủa rồi nó nghe nè, vậy là đó giờ không có mối tình nào vậy rồi có được hôn hay nắm tay hay ôm bạn gái gì chưa? Thời sinh viên nắm tay có mà hôn thì chưa có. Chưa có. Tay đi chơi thì có. Dạ. À, hiện giờ là trong cuộc đời em đã hôn ai chưa? Chưa. Chưa luôn. Chưa hôn ai. Trời ơi, không có đi chơi đồ kia bậy bạ gì chứ. Không, em đi làm xong rồi về nhà đọc sách xíu ngủ. Trời ơi. Không có kinh nghiệm, em nói nè, em nói em chỉ người ta nha, em hứa nha. Dạ. Yeah. Rồi thí dụ đêm tân hôn rồi có biết làm gì không trời? Chắc cái đó chắc biết chứ. Sao em biết được? À, nói chung là chắc nó gần quá, em tìm hiểu em sẽ biết. Đã đi Nhật lần nào chưa? Dạ chưa, mà chắc cũng sắp năm sau rồi. Em tìm hiểu đi, Nhật giỏi lắm mấy cái chuyện phòng the nha cưng nha. Rồi, em có hình ảnh gì không? Cho chị xem. Dạ có. Em có đem hình ảnh gì của mình theo không cưng? Dạ có nhưng mà... Em mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, em mong muốn tìm một gái là trước nhất là có đạo là sẽ tốt hơn. Có đạo rồi thì yên tâm rồi. Thứ hai là ngoan, hiền với lại... Về ngoại hình. Ngoại hình thì... sao cũng được. Sao đơn giản quá vậy? Dạ tại vì em tính cũng đơn giản, em chỉ tính các bạn nữ là hiền rồi ngoan, rồi nói chung là nếu mà có giận thì cũng đừng có giận lâu quá. Đừng giận thì ăn thua em năn nỉ người ta thôi. Dạ, ủa mà sao cái hình này nó mờ quá vậy? Dạ tại vì cái hình này chụp khá lâu. Chắc cũng 7 năm này và 10 năm dạ, đúng dạ, không? Lâu lắm mới đi chơi. Bao nhiêu năm rồi? Dạ chắc cái này cũng tầm khoảng 5-6 năm. Rồi tôi nhìn đây vậy mà tôi còn không biết ổng là ai nữa. Vậy mà nhiều khi bên đây người ta nhận được, ta gọi là linh cảm của phụ nữ. Đó, mời em tìm ảnh. Đây, mời ảnh tìm em. Trời ơi, năm cô gái xinh vậy biết chọn cô nào? Có một cái đặc điểm gì nhận dạng cho người ta về dễ nhận dạng ra mình không nè? Một đặc điểm nhỏ nhỏ. Ròn. Rồi bên đây có đặc điểm gì cho bên đây nhận dạng không nè? Dạ, chắc là cười. Cười. Còn bên tròn bên cười. Điểm đi, ủa anh nào cũng cười hết á. Năm anh, có một anh không cười thôi, 4 anh cười. Bên đây năm cô. Trời tôi đưa tấm hình có 5 người giống nhau luôn ha. Em thấy cái 5 người giống nhau quá nên. Nhưng mà kìm kiếm đi, cổ tròn đó, năm cô nào cũng tròn. Dạ. Chọn ra được anh nào chưa? Mình thích anh nào? Anh này. Dạ. Ok, rồi để đó đi, tôi không biết phải không nữa. Thì ra 5 người chọn giống nhau, em chọn bạn này. Chọn bạn này, lý do tại sao chọn bạn đó? Thì cũng khó chọn quá, tại em thấy 5 bạn giống nhau. Em phân vân bạn này đó, bạn này, nhưng mà thôi em chọn bạn này. Vậy á hả? Dạ. Hai bạn trớt quốc hết trơn à. Rồi. Xin mời các bạn hãy nhìn xem sự lựa chọn của mình hôm nay có chính xác hay không nha. Chúng ta nhìn nhau qua cánh cửa trái tim này sẽ được mở ra. Hỏi nhau có hình đúng không chứ còn tôi nhìn tôi cũng không biết luôn đó. Cái này đúng không? À không phải, mặc áo màu xanh dương. À đây.
Đó đó hả? Dạ. Sao chị nãy giờ chị nhìn chị cũng tưởng nó bạn này luôn á. Thật ra hình đó chụp lâu rồi à? Lâu rồi ha. Còn bên đây. Dạ, bạn này à? Ờ, người ta tròn rồi mà còn chỉ cái cô kia, cô này đâu có dạ. tròn đâu. Bên này sao? Dạ, cái này là một quà em chuẩn bị cho tặng cho bạn á. Dạ sao không tặng? Trời ơi. Nó mở ra trong cái đó là cái lịch năm 2020 sẽ được khắc trên gỗ. Hả? Ừ, em hy vọng là nếu mà em với bạn có duyên với nhau. Lấy ra chị coi với coi sao lạ vậy. Lịch mà thắt trên gỗ. Dạ, thắt trên gỗ đa diện. Thì nếu mà em hy vọng là em với bạn mà có quen với nhau á, thì những kỷ niệm đáng nhớ mình có thể khoanh vô. Khoanh vô. Mình sẽ có những cái kỷ niệm riêng cho nó. Ở đâu bán hay vậy em? Dạ, cái này em đặt mua riêng thì mới có, chứ bình thường ở những chỗ khác thì cũng sao không có. Đẹp, một món quà rất là giá trị ha, rất là kỷ niệm. Rồi, cảm nhận đầu tiên của hai bạn khi cánh cửa này mở ra là như thế nào? Dạ, nói chung là em nhìn bạn thì em thấy bạn rất là hiền và rất là có một cái gì đó dễ mến, có nét thân thiện, em rất là thích. Có sự rung động nào trong người chưa? Dạ, có ạ. Còn em gái? Nhìn ảnh được. Được. Dạ. Đơn giản, phụ nữ một chỉ được là được rồi, mà không được là thôi. Rồi được rồi, bây giờ cho hai bạn thêm nhiều thời gian để tìm hiểu tâm sự với nhau rõ hơn về công việc ha, quan điểm tình yêu, rồi bàn chuyện hôn nhân gì đó. Hẹn hò sau hai bạn cứ tìm hiểu cho kỹ với nhau nha. Dạ. Vậy tôi mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Lạc Thái. Món ăn này có tên là can kiểu quảng cây, có nghĩa là cà ri xanh với gà. Đây là một món ăn của Thái Lan ha, nó khác với những món cà ri Ấn Độ hay là cà ri của Nhật Bản. Thì đây là món cà ri đặc biệt của ẩm thực Thái Lan. Món ăn được kết hợp từ những loại nguyên liệu được chọn lựa rất là kỹ càng, như là cà pháo xanh nè, cà tím nè, thịt gà tươi nè, rồi rau quế và sốt cà ri xanh, đặc biệt mang đến cho thực khách những món ăn rất là độc đáo và khác lạ, đậm chất Thái Lan. Rồi, vừa ăn vừa thưởng thức ha, vừa nói chuyện với nhau. Chút xíu chị Tường sẽ quay lại nha. Rồi, mời hai bạn. À, xin chào em. Dạ, chào anh. À, bình thường thì em có sở thích gì đi đâu chơi ngoài công việc của mình ra? Em thích đi xem phim với đi du lịch ở một số nơi mà mình gọi là mình chưa tới. À, anh cũng vậy. Thường thường thôi, nếu mà sống một mình đi xem phim một mình, người ta cũng hỏi cũng kỳ lắm. Anh thì cũng hay thích xem phim vào những dịp cuối tuần á. Thì hy vọng là nếu mà mình được tiếng với nhau thì anh sẽ có người xem phim chung. Dạ. Để cho bên bán vé khỏi hỏi, tại vì anh cũng hay đi xem phim lắm. Dạ. Em dùng bữa trước đi. Dạ, cảm ơn anh. Nhà của em ở Trâm đúng không ạ? Dạ em. Nhà của em thì có mấy anh chị em? Nhà em có 5 người. Nhà em có 5 người. Em hiện tại đang sống với gia đình ạ. Em đang sống với dì với bà ngoại. Nhà anh có mấy anh chị em? Nhà anh thì có hai, một anh chị, một anh với một em. Anh của anh thì cũng đi làm bên xưởng gia đình. À. Em của anh thì bây giờ nó học xong đại học rồi. Thì không biết là em có thích học tiếng Nhật không ạ? Em không có năng khiếu học về anh, ngoại ngữ. Không sao đâu, nếu mà có gì thì anh sẽ chỉ. Nói chung là tiếng Nhật thì cũng khó, nhưng mà nếu mà mình cứ bỏ thời gian chút thì sẽ biết thôi. Dạ, em cũng chờ cả ngày anh dạy em để em nói chung với anh cho vui. Có gì hai đứa cùng gọi là, nếu mà lâu dài thì mình có khả năng đi du lịch đó cũng được. Đúng rồi. Dạ. Bên của em là thường thường thời gian rảnh của em là khi nào trong tuần đó? Nói chung là em làm từ thứ hai cho tới thứ bảy. Em rảnh chủ nhật. Thứ bảy là chủ nhật và anh cũng làm chủ nhật. Em có quan điểm gì về em với anh? Tự nhiên về quan điểm của em về tình yêu thì thế nào? Yêu thì quan điểm của em là thủy chung. Với lại chung. Mình xác định yêu là mình phải cưới. Ừ, anh cũng giống quan điểm của em. Không nên yêu lâu quá, tại vì nhiều khi mình yêu lâu quá nó sẽ bị nhạt. Dạ. Với lại khi mà mình tiến tới với một ai đó thì mình nên xác định hôn nhân. Anh cũng không phải lớn tuổi lắm, nhưng mà anh khi mà quen với ai thì anh sẽ xác định tới hôn nhân. Nếu mà quen nhau thì anh tầm khoảng bao lâu thì anh cưới được? Anh thì khoảng tầm 1 tới 2 năm là sẽ được, còn không biết em thì thế nào? Em cũng tầm khoảng đó. Ừ. Yeah. Anh thì yên tâm, anh thì quen là có ý định tiến tới hôn nhân, chứ không phải là quen kiểu là để chụp hình Facebook. Em không xài Facebook. Anh cũng vậy, Facebook của anh chắc cũng để lâu rồi, cũng không xài. Chắc em cũng mấy năm. Anh cũng vậy. Nãy giờ có bạn chuyện yêu không? Dạ có, em thấy bạn hợp với em nhiều thứ. Rồi thì nghe cùng đạo là hợp rồi, nhưng mà giờ chừng nào đám cưới? Dạ, nếu mà quen nhau hợp thì tầm 1-2 năm là đám cưới hả? 1-2 năm đám cưới hả? Dạ. Bên đây 23 tuổi, 25 là cũng vừa hả? Rồi đám cưới rồi sao? Rồi làm dâu không hay là ở đâu? Dạ, tùy bạn. Bạn chưa?
Nếu mà không biết em có ngại về chuyện làm dâu không? Làm dâu thì em không ngại. Tại vì con gái thì ai cũng phải trải qua chuyện đó. Thì em cũng không muốn về gì. Ở dân chung ba mẹ sướng, hai chồng đi chơi bỏ con cho ông bà nội về giữ được nữa. Quá tiện luôn. Nhưng mà trong tương lai thì em tính là mình sẽ tự lập, mình mua một căn nhà riêng của mình sẽ thích hơn. Đúng rồi, thì ai không thích vậy, nhưng mà có đủ điều kiện kinh tế hay chưa thôi. Nếu mà bạn chữa làm dâu thì mình sẽ có thời gian đó sẽ nhanh hơn, mình sẽ tiết kiệm được vốn nhanh hơn, mình sẽ xây được nhà. Thì vậy đi, thời gian đầu mình cứ làm dâu cho tròn chữ hiếu đi. Không, với lại thời gian mới còn khó khăn kinh tế, về có ba mẹ lo này kia đỡ lắm. Thì nào ổn ổn 5-3 năm rồi mình ra riêng. Vậy là mình thấy là mọi thứ nó cũng ổn ha. Dạ, mọi thứ là ổn, em rất thích bạn. Rất thích bạn luôn. Rồi bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn chơi một vài trò chơi của chương trình nữa, để cho hai bạn thêm khắng khích hơn, thêm hiểu nhau hơn. Rồi chúng ta mới đi đến quyết định là có bấm nút hẹn hò hay không. Mỗi người sẽ bóc một lá rồi đọc lớn lên yêu cầu trong này giùm chị. Rồi bạn nữ đọc trước đi. Yêu cầu bạn nam thể hiện sức khỏe bằng việc cõng bạn nữ, bạn gái một vòng. Được không em? Dạ được ạ. Rồi tiến lên làm liền. Mới ăn được có mấy hộp cơm mà. Qua đây ẩm cổng bồng gì đó, bạn gái đi một vòng để tôi sẽ ra đó, đây nè, đi qua đây, đi lại đây là xong. Sao được mà bình thường bạn váy xong cỡ mình cũng phải được chứ. Rồi ơi, xiết cổ người ta hả? Xiết cổ người ta hả? Rồi không lấy hai cái tay cặp cái mông người ta sao lên ẩm nổi không? Dạ tùy bạn hóa mà không ngại lần đầu hết, để bạn rồi em cổng người ta nổi không? Dạ được. Thì lên đi, người ta làm được. Nhưng mà lên không được. Ta lên không được, phải ẩm mới được. Ẩm vậy nè thì được. Em chưa ẩm bây giờ không biết ẩm như thế nào. Đó, ráng đi, xoay vô trong. Phải thể hiện sức khỏe chứ. Thì đó, là ẩm vậy nè. Em thấy cái này khó không vậy? Chị bỏ qua cái... Sao bỏ được? Phải để bạn... Cổng được. Cổng lên. Được mà. Thì em, nhưng mà hai cái tay em phải vòng qua sau mông người ta thì em mới lên được chứ. Dạ. Chứ em không vòng ôm sao lên. Người ta muốn có sự va chạm, người ta mới chơi trò chơi. Chứ không thôi ông cứ... Tại sao cái tay em... Ủa? Em cổng thì em phải vậy chứ. Dạ. Em cổng hai cái tay em vòng thòng gì sao ta lên? Tụi chị bỏ qua cái gì? Cái này em chưa ăn. Rồi vậy bóc thử thách khác cho em. Dạ. Đứng bóc thử thách khác đó. Rồi em biến cứ luôn đi. Coi thử thách khác là cái gì. Dạ. Lớn lên, lần này là phải chịu nha. Bạn nam hãy tỏ tình lãng mạn bằng tiếng Nhật. Được không? Cái này quá dễ rồi mà em tỏ tình cổ cũng đâu có hiểu gì đâu. Tỏ tình bằng tiếng Nhật nha. Nắm tay, nhìn vô, tỏ tình là sao em hiểu không? Xin chào, sang tiếng Việt đó là anh rất là thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên có gì sẽ cho nhau một cơ hội. Ủa sao ông nói ngắn ngủn vậy? Tôi nhớ tiếng Nhật dài lắm mà. Dạ, tiếng nói... Nhật khi nào cũng dài gấp đôi tiếng Việt hết trơn á. Tại em nói nhanh á. Nói lại cho ta nghe coi. Hajimete atta node hontoni suki desu. Yoroshiku onegaishimasu. Dạ đúng không? Dạ. Hiểu không em? Dạ không. À, anh dịch hiểu rồi. Dạ. Nhưng đặc biệt của người Nhật, người ta nói chuyện khi nào người ta cũng cúi đầu, người ta cũng cảm ơn người ta, được chưa? Dạ. Rồi về bốc thăm đây nè. Để em xem. Rồi đọc lớn lên. Bạn nữ hãy chủ động nắm tay bạn nam và nói những lời ngọt ngào nhất. Rồi em mời em qua đây. Dạ. Đứng thì em đứng đi, người ta qua với em nè. Tôi nghe ngọt mới được nha. Em muốn anh sẽ nắm tay em và đi hết cuộc đời này. Anh rất vui và sẽ cố gắng. Anh rất thích em từ ánh nhìn đầu tiên. Cái này tôi thấy nói thiệt chứ cái này không phải chơi game nha quý vị nha. Ta yêu cầu bạn nữ nói xong, bạn đàn ông có đáp lại luôn. Rồi chúc mừng hai bạn hợp lệ. Rồi mời hai em về vị trí. Thôi thật ra là không phải làm khó hai bạn làm gì, nhưng mà như vậy là chi? Để hai bạn hiểu nhau nhiều hơn, mình có va chạm chút xíu đúng không? Đỡ ngại ngùng. Với lại khi va chạm á, là chúng coi thử coi có cái luồng điện nó chạy qua không. Rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Đây là cái nút bấm để hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Nếu hai bạn thật sự thích nhau, cảm thấy hợp với nhau, có cái tiềm năng có thể đi được một cái đoạn đường dài thì chúng ta bấm nút. Còn nếu chúng ta thấy chúng ta không rung động, chúng ta không thích, đây không phải là người chúng ta tìm, thì chúng ta không cần bấm và lấy tay ra khỏi nút bấm nha. Nhắm mắt lại đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm, một là bấm thật mạnh, hai là lấy tay ra nha. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa ông có đi học không? Ông biết đếm không? Sao tôi đếm mới có một ông bấm rồi? Thật sự thì lúc chị Tường mở ra là em đã bấm ngay đầu tiên rồi. Trời ơi sao vậy? Ba này nó vẫn còn đó chứ nó có chạy đi đâu đâu. Sợ nhiều khi nút nó không ăn mình bấm 2-3 lần. Trời ơi thấy thương ghê. Rồi mời hai bạn qua bên đây. Bây giờ là thật sự nắm tay nhau nha. Cái này không phải là chương trình chơi game nữa mà là thật sự. Và một nụ hôn đầu tiên dành cho nhau kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Cho anh xin phép hôn em. Dạ. Lần đầu tiên. Dạ.
Chị Tường chúc mừng hai bạn. Cảm ơn. Chào mấy em. Dạ. Tên gì em? Nhạn hả? Dạ. Dấu hỏi luôn hả anh? Dạ. Rồi, hello Nhạn. Dạ. Rồi mình giới thiệu về mình đi. Em giới thiệu về bản thân này. Công việc quê quán của em thì sao? Đang làm công ty lên ở Quế Ngắt, Bình Dương. Làm công nhân hả? Dạ. Công ty gì em? Công ty Long Di. Long Di là làm cái gì em? Làm đóng dép á. Sản xuất dép hả? Mà em làm công nào? Ép đế, ta chạy ra chiếc dép. Câu ép đế. Ép đế, ép cái đế vào rồi may rồi ra thành cái dép hoàn chỉnh đó hả? Dạ. Công đoạn cuối đấy hả? Công đoạn đầu tiên chứ. Công đoạn đầu tiên của cái chiếc dép. Ờ. À, còn vòng cuối là kiểu cắt gọt mấy cái râu ria rồi sơn bóng các thứ nữa đúng không? Thu nhập ổn định không em? Tháng 11 triệu như thế. Đang sống trọ hả? Dạ. Trọ với ai? Ở trọ bên anh. Mình nghe thôi hả? Dạ. Gia đình đang ở An Giang luôn hả? Chị với em gái đang sống gần luôn. Ờ. Còn ba mẹ thì sao? Ba mẹ như quê. À. Rồi, điểm mạnh yếu của Nhạn là gì nè em ơi? Tại vì ở đây đi làm rồi thì nằm bấm điện thoại xong rồi ngủ cho em ngủ chứ đâu có đi tính đi chơi. Rồi rồi sao tìm bạn gái đây? Ôi trời, cũng đi làm về điện thoại rồi ngủ lấy đâu ra bạn gái nha trời. Tôi thích giao lưu với bạn bè nên biết sao rồi gia đình mới. Ai đăng ký cho anh tham gia chương trình này? Tự đăng ký tại nhà nằm buồn ở nhà rồi bấm điện thoại rồi tự đăng ký luôn. Anh có biết là khi mà tham gia chương trình thì tụi em cũng sẽ sàng lọc qua casting đủ thứ hết, thì mình cũng phải mạnh dạn lên, mình cũng phải chia sẻ, rồi mình cũng phải có những cái thời gian để dành cho bạn gái. Cái thời gian thì nếu mà có bạn gái thì mình dành thời gian được, tại vì nếu mà mình cùng mình thì mình đã còn có bạn gái thì mình đã dành thời gian cho bạn gái chứ. Thì khi có bạn gái mình sẽ dẫn bạn gái đi chơi, còn không có mình lên ở nhà thì ở mình lên. Anh làm trong công ty nè, biết bao nhiêu cô công nhân là nhưng mà con gái là sao anh không tha không cô trong công ty đó, người ghét người là thương mình, người này nói chuyện qua lại thì đoạn rồi nên không thật thấy không hợp nên muốn biết. Anh đã tìm hiểu bao nhiêu cô trong công ty rồi? Cũng nhiều lắm rồi nhưng mà thấy không được. Tại sao không được, liệt kê những cái lý do. Nhiều người thích mình thì người ta nói đi vô, người ta ghét mình người ta nói ra cho người đó, người ta tìm kiếm mâu thuẫn nhau nên không hợp. Mâu thuẫn về chuyện gì anh? Thì cũng như nghe người khác nghe trăm ca chọc vô rồi đó. Là nói anh thì sao? Thì nói cái mặt xấu mặt tốt, ngọt nào không tốt, người ta ghét mình thì người ta nói mọi điều kiện để cho mình, người ta không ta thích mình á. Nói chung nói xấu. Rồi ưu điểm nhược điểm của anh là gì? Điểm mạnh, điểm yếu. Mình phải có những điểm mạnh của mình chứ. Ví dụ như mình biết làm cái gì, mình có thể khác họ không, hay là mình có thể nấu ăn không, hay cái gì đó. Còn điểm yếu là những cái gì mà mình sợ. Làm gì rồi chứ rồi đâu, không phải ít. Có ca hát mà cũng ít. Có nấu cơm được không? Được, nấu cơm, nấu nước, ăn uống được cũng được. Mà cũng ngon, không ngon mà, không ngon gì mấy. Anh có thể xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rồi đúng không? Anh thấy người ta lên chở người ta mạnh dạn không? Anh có thể là anh được bao nhiêu phần trăm giống mấy cái anh trên đó? Tại vì lần đầu tiên lên sống nên cũng chưa có chắc không được mấy phần trăm luôn. Không được mấy phần trăm luôn? Thiếu tự tin vậy à? Rồi, ưu điểm không có, rồi nhược điểm thì sao? Ưu điểm chỉ có nấu ăn thôi, còn nhược điểm? Những cái điểm yếu của mình? Rất nhẹ dạ tin người. Rất nhẹ dạ tin người. Rồi, có ai bị lừa chưa? Có bị ai lừa chưa? Bị rồi, cho nên mới... Bị người ta lừa nhiều không? Có hai ba người rồi thôi chứ nào. Lừa gì á? Thì bạn bè quan hệ qua lại, giao thiệp qua lại đó, rồi mình tiền bạc rồi mà mình không nhận thiết, thấy không ổn nên thôi. Mượn tiền, là con gái mượn anh đó hả? Là anh tìm hiểu người ta, xong anh cho người ta mượn tiền.
Ờ, à, 2-3 người luôn, mà không rút kinh nghiệm luôn. Xong rồi sao? Rồi không quen nữa hả? Xong. Ờ. À. Xong rồi chia tay luôn. Nhiều không anh? 2-3 người đó có nhiều, có còn 1-2 triệu bạc chiến đấu mà. Ờ. Người ta 1-2 người thôi, này 3 người luôn. Đó là nhẹ dạ, như tin người mà cho nên lúc này không rút kinh nghiệm được. Ừ. Rồi mẫu người yêu của anh như thế nào? Mẫu người yêu của mình cũng đơn giản, tại vì bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, cho nên em kiếm người nào là nếu mà người ta thấy thích mình, hợp với mình thì cứ tiến tới. Ai biết ai thích anh? Anh phải miêu tả như mấy cái anh nãy giờ nói chuyện chứ, nãy giờ em cũng đã nói nhiều rồi mà. Dạ. Mẫu người của mình là chỉ là yêu cầu nó giao tiếp thoải mái. À, chiều cao cũng bình thường thôi. Rồi còn gì nữa không? Quê quán, tuổi tác? Không quan trọng. Ừ, lớn anh cũng được luôn. Ừ, 1-2 tuổi không, đâu quan trọng gì đâu. Ừ. Rồi. Rồi về nhà thì tức là từ giờ tới lúc thi hình ấy, mình còn thời gian cho nên về em phải kiểu như thoải mái, tự tin hơn. Ví dụ như có khả năng khiếu tài lẻ, hát hò gì, bình thường hát vui cũng được, không sao cả. Tại vì mình không phải đi thi tuyển ca sĩ. Mình lên thì nó thay đổi không khí, giống như em đang nói chuyện với các chị nên nó hơi bị, không khí của mình nó hơi bị trùng. Mà bây giờ mình không có hài hước, không có vui vẻ. Chị nhìn mặt em được cũng hài đấy, nhưng mà chắc là chưa đúng chỗ hài thôi, đúng không? Mình phải vui vẻ hài hước lên thì bạn gái đối diện với bạn ấy mới cảm thấy rằng là à, cái anh chàng này là cái anh chàng tính tình cũng thoải mái, vô tư. Ok, mình về mình sau này mình có quen bạn ấy mình không phải suy nghĩ nhiều, mình không phải bị quá là phải mất thời gian mình suy nghĩ hay là mình phải khổ hay là mình phải vất vả cái gì cả. Em phải thoải mái, em vui vẻ lên, tự tin lên thì bạn gái người ta mới dành cho mình cái cơ hội nha. Nhiều khi mình thích bạn gái quá nhưng mà mình không thể hiện ra điều gì thì làm sao bạn gái bạn ấy thích mình được nha. Đó, thế nên là về ngoại hình các thứ thì cũng ổn đấy, nhưng mà phải nói chuyện tự tin hơn, phải mạnh dạn hơn nữa nha. Chứ không mà nhạt nhẽo quá là các bạn gái các bạn ấy chạy mất dép luôn. Ok chưa? Rồi ok, cảm ơn em nha. Ừ. Dạ rồi, anh trả bản thân. Còn ai không? Dạ. Rồi bản thân của mình. Em tên là Phan Bá Quang, sinh năm 1995, quê quán Hà Tĩnh. Hiện tại đang sinh sống làm việc tại thành phố Thủ Đức. Ừ. Thành phố Thủ Đức là mình ở đâu, khu vực nào? 41 Lam Sơn. Ừ. Rồi cây ra thành phố Thủ Đức. Ừ. Rồi tiếp tục. Hiện tại em đang làm nhân viên sửa chữa xe, làm tư nhân. Ừ. Là tiệm sửa chữa xe là ngay cái chỗ mà em mới vừa đọc địa chỉ đó hả? Dạ. Ừ. Rồi. Thu nhập mình ổn không Quang? Thu nhập em còn ổn. Khoảng bao nhiêu? Mình cứ cụ thể đi em. Mình cứ ở đây là cái buổi này thì em cứ chủ động em chia sẻ ha. Lương thu nhập em bình quân một tháng là 10 triệu. Ừ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình, tình trường của mình là gì, mình cứ chia sẻ ha. Điểm mạnh của em là thích nấu ăn vì vui vẻ, hòa đồng. Điểm yếu thì nhút nhát, ít nói chuyện. Tình trường thì em chưa trải qua mối tình nào cả. Chưa có để ý ai, chưa có rung động ai luôn ạ. Đúng rồi, tính chất là do công việc làm thời gian ít khi đi chơi đâu, mình toàn dành thời gian làm thì không để ý đến ai cả. Ừ. Rồi. Thường là em làm từ khung giờ nào tới khung giờ nào mà em nói em không có thời gian? Em thì thường làm 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Rồi từ 8 giờ tối đến lúc đi ngủ là ở nhà luôn, không đi đâu hết. Ăn uống xong về phòng nằm bấm điện thoại thì đi ngủ. Ừ. Rồi ai đăng ký cho em tham gia chương trình này? Em đăng ký. Tại sao em đăng ký?
bởi vì mình giờ cũng thấy cảm giác nó cũng nhiều buồn rồi, mình muốn có người đồng hành. Nên mình đăng ký chương trình. Mà trước giờ em có từng thích ai chưa? Hồi xưa đi học thì cũng khó thích, mà sau này tính chất ngồi nghề một nơi thôi. Em vào trong thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào trong này được 15 năm rồi. 15 năm hả? Dạ. Là vào từ lúc 12 tuổi đến bây giờ đó hả? Dạ. Vào đấy đó là lúc mình vào đây với ai? Em vào mình, em hồi đó em vào đây đi lập nghiệp đi làm. Làm ăn sớm. 12 tuổi thì vào đây ai nhận em làm? Nói chung có người quen trong này thì xin chưa học nghề sửa chữa xe tới giờ. À, là đi học nghề từ năm 12 tuổi. Dạ. Là bây giờ là em đang làm, là em đi làm thợ cho người ta hay là của em? Em đi làm thuê cho người ta thôi. Làm thuê cho người ta. Có ý định tương lai là sắp tới là mở tiệm của mình không? Dạ, em đang có ý định sắp tới mở tiệm. Có nhiều vốn chưa? Vốn thì chơi nhiều gì. Được khoảng bao nhiêu rồi? Tầm thì 100-200 gì. Tầm 100-200 rồi. Là tiền đấy là đang tiết kiệm, là em đứng tên hay là chuyển về cho bố mẹ giữ dùm rồi? Em của em. Còn bố mẹ thì tháng thì cần gì thì em cung cấp về thôi. Và bố mẹ vẫn đang ở Hà Tĩnh? Dạ. Rồi em có anh chị em gì không? Dạ có. Bao nhiêu anh chị em? Dạ, ba, sau ba em nữa. Sau còn ba em nữa? Dạ. Ba em trai em gái em? À, hai gái một trai. Là em là con đầu? Dạ. Rồi, thế bây giờ bận rộn như thế đi làm từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối để tạo cái thói quen là ăn xong rồi lên giường nằm lướt điện thoại như thế, thì bây giờ có bạn gái rồi sao? Có bạn gái thì nó đổi lịch thời gian khá suy nghĩ. Là có thời gian để dành cho bạn gái đúng không? Dạ. Trước giờ có ai giới thiệu bạn gái cho em không? Trước cũng có qua mối quen người mà người ta không ưng mình thôi. Mình có thổ lộ với người ta không mà biết người ta không ưng mình? Nói chung là mình nhìn người ta biết là người ta không ưng mình rồi thôi. Mình nhìn thôi là mình đã biết rồi. Dạ. Người ta làm sao mà người ta không ưng mình, kể nghe coi những cái hành động nào. Thì người ta cứ tán nghe mình này nữa này. Vậy nên em không ấy. Nói chung thích một người mà ta cứ tránh né thôi, thôi không tiến tới được luôn. Dạ đúng rồi. Rồi dạo này sao, có để ý ai nữa không? Dạ không, thì chết do công việc thôi, để làm thì làm đi. Lần này đăng ký nhờ chương trình thôi nhé. Đăng ký nhờ chương trình thì mình cũng phải là mạnh dạn vui vẻ lên ha, mình cũng phải dành nhiều thời gian cho bạn gái. Dạ. Chứ mà cứ về mà cứ làm xong rồi cứ ngã lăn ra chơi điện thoại xong rồi ngủ luôn, rồi bạn gái thời gian đâu mà tìm cho bạn gái. Lúc đó tụi chị bị mán vốn nữa. Mình có bạn gái thì mình thời gian nó mình khá hơn. Còn nếu mà đâu, em cho chị một khoảng thời gian nào mà em hẹn với bạn gái ơi. Thì thế dù mình làm đó thì giống như 6 khoảng 6 giờ 6 rưỡi mình về rồi tắm rồi bạn gái đi chơi thôi. Mình dành thời gian ngoài. Còn nếu mà trước đây thì giống như mình không có bạn gái đồ thì mình dành thời gian mà. Còn về có bạn gái thì mình đến giờ khoảng 6 rưỡi về mình tắm rửa. Tắm rửa xong đưa bạn gái đi ăn đi chơi. Rồi, em có tài lẻ gì không? Hát hò này kia biết không? Dạ, em không. Không có tài lẻ gì luôn, chơi thể thao này cũng không biết luôn. Không có tài lẻ gì hết hả? Dạ. Chỉ có đồ nấu ăn đồ thôi. Nấu ăn thì nấu được cái gì? Món gì em nhìn qua người ta là lần sau em bắt lại là em nấu được chứ. Rồi, mẫu người của em mong muốn là gì? Ngoài những chị nhìn dễ nhìn, chị thấy trong em ghi đẹp nè. Đẹp là đẹp làm sao, dễ nhìn là dễ nhìn sao, mình mô tả chi tiết giùm chị ha. Nói chung là ngoài hình dễ nhìn là được thì nó... Tại vì dễ nhìn của em nó khác với dễ nhìn của chị, hoặc là dễ nhìn của bạn quay phim hay là mấy anh ở đây. Mình phải cho một cái cụ thể cái chi tiết. Rồi cao, mép máy, da trắng, da đen, mặt mũi làm sao, tóc dài, tóc ngắn hay cái gì đó. Công việc này kia, chứ không phải là dễ nhìn là được ha. Rồi người gái thì cao tầm 1.5 m,
Phần biết rời là đổ lên thì nói chung là người vừa vừa. Vừa thôi hả? Không thích mập hả? Nói chung vừa vừa thôi, đừng mập quá. Thì nói chung là công việc thì cũng được. Mình giờ mình có công việc, tương lai thì sau này thì nếu mà không làm công ty đồ thì làm công việc ngoài thì về thì không người cùng làm. Mà không có cần bạn gái có công việc luôn. Về em mở tiệm sửa xe rồi bạn cùng làm với em thôi. Về làm chủ luôn đúng không? Rồi có năm trước hay là nếu quen em á? Không có gì luôn. Không có gì luôn hả? Rồi tuổi tác bạn gái, quê quán bạn gái thì sao? Nói chung tuổi tác bạn gái thì bằng sinh năm 93 đầu xuống 2000. Nói chung quê quán thì nói chung người miền Trung được. Ưu tiên người miền Trung, rồi còn miền nào nữa không? Ưu tiên miền Trung mà miền Trung thôi. Chỉ là trong khu vực miền Trung thôi. Dạ, như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Rồi những miền khác là không được luôn. Dạ, miền khác nó xa quá. Em đang ở Sài Gòn, bạn nữ đang ở miền Trung, rồi sao em quen bạn đó? Em về quả hả? Nói chung quê quán bạn đó thì miền Trung, nên nếu mà quen biết thì quen biết trong Sài Gòn này thì nhưng người bạn gái đó quê cùng mình thì sau này đi lại nó dễ, vẫn dễ tiền. Em có trong cái hẳn mấy cái hội mấy cái người tìm người yêu miền Trung đồ không? Về thanh vô mấy cái hội đó mà tìm bạn gái thêm nha. Ok, chị ghi nhận ở đây, chỉ là quê miền Trung thôi. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi hả? Không biết hát hò, không biết thể thao luôn, không biết gì hết hả? Rồi sao chị dớt em vô vòng trong đây? À thôi em hát dở lắm. Hát dở lắm hả? Chị đây chị đâu phải của thi ca hát đâu. Chủ yếu là em, chị đang muốn là nhìn thấy em sự mạnh dạn nói chuyện với trước với chị thôi. Chứ chị không có yêu cầu em hát hay. Vậy sao? Ok không? Được không? Em hát thì đồ không thuộc lời đâu. Rồi, em còn cái gì muốn nói với tụi chị nữa không? Ok, và cảm ơn em. Rồi em mời tiếp theo là ai vậy em? Dạ anh Khoa. Ok, dạ em mời anh Khoa. Rồi, chào mấy. Dạ, mình cứ cầm cái